Thưa quý vị và các bạn, ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, hàng ngàn du khách tại thành phố Hồ Chí Minh đã rộn ràng tham gia các tour xuất hành du xuân, khám phá những điểm đến trong và ngoài nước cùng các đơn vị lữ hành. Đây là tín hiệu lạc quan của thị trường du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang dần khởi sắc trở lại. Khởi hành rước lộc đầu năm là một phong tục tốt đẹp của người Việt Nam. Với ý nghĩa đó thì những năm gần đây, nhiều người đã lựa chọn khởi hành bằng những tour du xuân để cầu mong một năm mới tràn đầy năng lượng và hanh thông. Chọn tour xuất hành du xuân đi Đà Nẵng đúng vào sáng mùng 1 Tết, gia đình anh Thắng cho biết mong muốn bắt đầu một năm mới bằng niềm vui và sự hứng khởi. Năm mới mình mong cho tất cả mọi người và cho cả bản thân mình là đầu tiên là sức khỏe, thứ hai là có thật nhiều hạnh phúc và thành công. Đây cũng là mong ước chung của nhiều gia đình lựa chọn xuất hành du xuân trong ngày đầu năm mới này. Chọn tour hôm nay để xuất hành cùng với gia đình, hy vọng là một năm sẽ nhiều thuận lợi, được thuận hòa và mọi thứ đều phát triển may mắn. Chỉ tính riêng tại đơn vị du lịch này đã có 1.500 du khách khởi hành du xuân trong ngày đầu năm mới. Năm nay, các điểm du xuân được nhiều người lựa chọn nhất là Đông Tây Bắc, Đà Nẵng, Đà Lạt, miền Tây, Phú Quốc và các chùm tour nước ngoài như Đông Nam Á, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, châu Âu, Hoa Kỳ. Trong 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì chúng tôi đón khoảng 6.000 lượt khách xuất hành đầu năm. Thì đây là một con số trong cái tình hình hiện nay tôi cho rằng đó là cũng rất là khả quan và cũng có cái tín hiệu là có thể sẽ là một đầu bước đầu cho sự phục hồi của Vietravel nói riêng cũng như cho du lịch Việt Nam. Với những tín hiệu lạc quan trong những ngày đầu năm mới này, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng du lịch dịp Tết Quý Mão sẽ là đòn bẩy giúp các doanh nghiệp tăng tốc phát triển thị trường du lịch nội địa và phục hồi thị trường du lịch nước ngoài, góp phần đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.